Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu tại hội nghị gặp mặt các chủ đầu tư khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hưng Yên tăng trưởng kinh tế cao thứ 7 cả nước. Xử phạt 110 thanh niên không chấp hành luật nghĩa vụ quân sự. Huyện Văn Giang đầu tư trên 480 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại buổi gặp mặt chủ đầu tư 10 khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, sáng nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh và lãnh đạo 6 huyện có khu công nghiệp đang hoạt động cần ra soát lại các thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư tiếp cận đất đai, thủ tục đầu tư nhanh nhất. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tỉnh Hưng Yên hiện có 17 khu công nghiệp với diện tích gần 4.400 ha, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam. Trong đó, có 11 khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng diện tích 2.870 ha. Tổng vốn đầu tư đăng ký gần 14.400 tỷ đồng và hơn 400 triệu đô la Mỹ. Trong đó, có 10 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và tiếp nhận dự án đầu tư gồm các khu công nghiệp Phú Đô A, Dệt may Phú Đô, Thăng Long 2, Bình Đức, Yên Mỹ 2, Minh Quang, khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 3 và khu công nghiệp số 5. Năm 2023, các khu công nghiệp đã giải phóng mặt bằng được 400 ha, cho thuê hơn 530 ha và đều đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Các chủ đầu tư khu công nghiệp đã đầu tư xây dựng hạ tầng thêm được khoảng 320 ha, tổng vốn đầu tư thực hiện hơn 1.680 tỷ đồng và 62 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất đã có hạ tầng có thể cho thuê hiện nay là 538 ha. Chủ đầu tư các khu công nghiệp đã tích cực đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung, đảm bảo khả năng thu gom xử lý nước thải của các dự án đang hoạt động trong khu công nghiệp. Hiện tại có 6 khu công nghiệp đã xây dựng và lắp đặt hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung. Dự kiến quý 1 và quý 2 năm nay sẽ có 4 khu công nghiệp hoàn thành xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo việc thu gom xử lý nước thải của các dự án thứ cấp khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại diện các chủ đầu tư khu công nghiệp đã thảo luận về kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng, xúc tiến đầu tư, phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và các ngành chức năng để đón các nhà đầu tư thứ cấp vào địa bàn. Một số thuận lợi khó khăn và vướng mắc cần được sự vào cuộc của tỉnh và ngành chức năng để tháo gỡ cho các nhà đầu tư khu công nghiệp hoạt động, đặc biệt là về công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính liên quan đến cấp sổ đỏ, thủ tục đầu tư để đón các nhà đầu tư thứ cấp, đấu nối hệ thống đường giao thông, điện, phục vụ sản xuất. Các nhà đầu tư này thì họ vẫn yêu cầu là khu công nghiệp Thăng Long 2 phải nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ các diện tích mà họ sử dụng. Thì họ mới bắt đầu mới đồng ý là ký hợp đồng thuê đất với cả chủ đầu tư của khu công nghiệp và bắt đầu khởi công xây dựng các cái dự án của họ. Và bản thân chúng tôi hiện nay rất là lo lắng là nếu mà thủ tục đất đai tiếp tục bị kéo dài thì khu công nghiệp Thăng Long 2 nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung có thể là mất cơ hội thu hút các nhà đầu tư lớn này. Tại vì mặc dù là họ đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng mà do là cái thủ tục họ chưa thể tiến hành, đối theo quan điểm của họ là họ chưa thể tiến hành bắt đầu đầu tư được, nên là họ có thể là cân nhắc cái việc mà chuyển dự án ra một cái địa phương khác. Cũng đề nghị là phía Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh tổ chức cái hội nghị khách hàng. Khách hàng chính là các cái nhà đầu tư thứ cấp, họ đã đầu tư lâu năm tại tỉnh Hưng Yên. Những nhà đầu tư đã đầu tư lâu năm, để đề nghị là các anh sẽ nhận thấy được là họ phản ảnh những cái tâm tư vướng mắc của họ. Sau khi họ đã được mời họ vào tỉnh rồi, họ có những cái vướng mắc mà mình cần giải quyết thì đấy là sẽ cải thiện được môi trường đầu tư. Vì khi họ xong rồi, họ vào rồi, bắt đầu có những cái mà làm ảnh hưởng đến cái môi trường đầu tư là họ sẽ phản ảnh lại trong các cái group, trong các cái nhóm của các cái hiệp hội doanh nghiệp của các nước. Rất mong muốn là cái hệ thống hạ tầng được kết nối đồng bộ giữa trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp. Phía điện lực hiện nay là cũng khu công nghiệp Yên Mỹ thì hiện nay là cũng biết được là có quy hoạch một cái trạm 110 ở cái tỉnh lộ 200 với 2 máy 63M. Nhưng mà thực tế hiện nay khu công nghiệp Yên Mỹ thì đang lấy các cái lộ xung quanh đấy của các nhà mua bán điện thì hiện nay cấp được cả khu nghiệp cũng chỉ được khoảng 20M thôi. Cái sống còn ấy, tôi nghĩ là khâu giải phóng mặt bằng. Cái đấy là cái tôi đề nghị là các cơ quan quản lý là hỗ trợ cho các chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng. Hôm nay chúng tôi có khoảng 5,9 hectare là chúng tôi chưa giải phóng mặt bằng được cũng cả gần chục năm nay. Lãnh đạo tỉnh thì có cái chỉ đạo rất cụ thể, rất quyết liệt.
để có thể giải quyết được công tác giải phóng bằng của cái 5,9 hectare này. Và cái này là cái mà tôi dùng từ là nói gần như là cái rất là khó khăn trong công tác đối với chủ đầu tư trong công tác đền bù giải phóng bằng. Lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh và các huyện thị xã thành phố có khu công nghiệp đang hoạt động đã giải đáp một số thắc mắc của chủ đầu tư các khu công nghiệp liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính để tiếp nhận đầu tư, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình hoạt động, làm hạ tầng và đón các nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp. Đối với thủ tục cấp giấy nhận, tôi khẳng định chỉ trong vòng 7 ngày sẽ được cấp giấy nhận. Và việc này có thủ tục hành chính và sẽ lộp tại cái trung tâm hành chính công của tỉnh. Nếu như cái việc này mà chậm là sẽ bị kết quả ngay lập tức. Đối với nhà đầu tư lộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho cái phần diện tích được giao đất và hoàn thành nhiệm vụ tài chính là đã được cấp giấy chứng nhận hết, không còn nợ một trường hợp nào. Chậm ở đây là chậm liên quan đến cái thực hiện nghĩa vụ tài chính, là thực hiện đến cái công đoạn là giá đất. Phần này cũng là trách nhiệm của sở. Đến thời điểm tháng 10 vừa rồi thì Sở Tài nguyên và Môi trường mới kiện toàn được nhân sự làm công tác xác định giá đất. Còn những cái thời gian trước thì cũng bị chậm rất là nhiều. Các cái chủ trương mà đã cho lập tài trợ, lập cái quy hoạch nhà ở công nhân, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh khoảng 170 hectare. Mà 170 hectare thì tương đối lớn để làm nhà ở công nhân, nhà ở xã hội. Nhưng mà hiện nay thì các chủ đầu tư và các nhà tài trợ hiện nay là tôi thấy là hơi chậm. Tôi đề nghị chúng ta phải xúc tiến. Cái gì đã cam kết thì chúng ta phải làm. Và tất cả các thông báo của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, thời gian tài trợ chỉ trong vòng 3 tháng. Sau 3 tháng không tài trợ là thông báo hết hạn. Mà hết hạn rồi, hết hiệu lực lại phải đi họp lại, lại làm chủ trương lại. Thế do vậy là đề nghị các nhà đầu tư, các chủ đầu tư và các nhà tài trợ, chúng ta đã cam kết đối với tỉnh thì chúng ta phải làm. Và làm thì nó có thời gian, có tiến độ. Đến thời điểm này tỉnh Hưng Yên là chúng ta là có một trạm 500 kV, 4 trạm 220 kV và 19 trạm 110 kV trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Và cũng đang được tổng ty đánh giá là một tỉnh nào mà mặc dù có 930 kV thôi nhưng mà năng lực là lưới điện là đang là khá nhất trong 27 tỉnh thành miền Bắc. 2024 và những năm tới triển khai tiếp là 2 trạm 220 kV đang triển khai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là công suất là 1 triệu kVA. Công suất của các nhà máy đăng ký với công ty tỉnh Hưng Yên rất nhiều nhưng hệ số sử dụng bây giờ chỉ được khoảng 40% công suất. Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận những phát biểu góp ý rất thẳng thắn, chân tình của các chủ đầu tư khu công nghiệp đang hoạt động tại Hưng Yên. Đồng chí khẳng định trong mấy năm qua, Hưng Yên có được kết quả trong cải thiện môi trường đầu tư, đạt được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng PCI chính là do các đề xuất của doanh nghiệp đã được tỉnh chỉ đạo kịp thời các ngành chức năng và các địa phương khắc phục trong cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, đào tạo nghề. Đồng chí yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương cần tiếp tục rà soát lại các thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư tiếp cận đất đai, thủ tục đầu tư nhanh nhất. Đầu tư đấu nối các cái hạ tầng từ trong khu công nghiệp ra ngoài khu công nghiệp thì cái này thì không có vấn đề gì cả, cứ đề xuất lên trong phạm vi thẩm quyền của tỉnh. Đấy, nếu mà đường là đường do tỉnh quản lý thì không có vấn đề gì cả. Chúng tôi xem xét và xử lý rất nhanh. Phát triển nhà ở xã hội cho người lao động và công nhân trong khu công nghiệp, tỉnh Hưng Yên có cả một nghị quyết, một chủ trương lớn cơ mà. Và bản thân tôi đang rất sốt ruột về cái việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội. Đây là chủ trương của Đảng, của chính phủ. 170 hectare quy hoạch cho hơn 20 dự án nhà ở xã hội hiện nay, tất cả đều đang chậm tiến độ liên quan đến thủ tục đầu tư và đất đai. Thế cho nên tôi hoan nghênh các nhà đầu tư vào các cái dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là các chủ đầu tư các khu công nghiệp, các đồng chí dành nguồn lực để xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động và công nhân ở trong khu công nghiệp của mình. Chủ trương nhất quán trước sau như một của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên là giải phóng mặt bằng đến đâu là bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư đến đấy, ký hợp đồng cho thuê đến đó và tính tiền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để còn thu hút các dự án đầu tư. Cái này là bất di bất dịch, còn sở nào mà vi phạm thì sở đấy phải chịu trách nhiệm. Tôi vẫn mong muốn cái này Sở Tài nguyên Môi trường phải xây dựng lại, rà soát xây dựng lại cái quy trình của mình, làm việc của mình, nhất là trong việc xác định cái giá đất. Tôi nghĩ là một khu công nghiệp không thể giao một lần hai lần được, mà nhất là các địa phương như Hưng Yên việc giải phóng mặt bằng là cũng khó khăn, phải giao nhiều lần, chuyện đấy là đương nhiên. Mà giao nhiều lần mà các anh lại nhiều lần thuê tư vấn để xác định tính giá đất thì cũng lại không ổn. Phải xem lại cái chỗ này để kéo giảm cái thời gian, bởi vì các anh tính ra là thời gian tính giá đất cụ thể là lâu nhất. Cái này nhất định đây là cái chỗ mà các anh phải tháo gỡ.
và quy trình thủ tục trong nội bộ các anh phải xây dựng lại để giảm cái thời gian này xuống. Còn liên quan đến khu công nghiệp Minh Đức, đây là vấn đề là không hề đơn giản. Thời gian qua đi rồi, thủ tục hồ sơ của chúng ta thì làm thiếu. Không thể nói là thu hồi đất giải phóng mặt bằng mà không có phương án bồi thường hỗ trợ. Không thể nào nói là không có được. Bây giờ có thì nó phê duyệt ở thời điểm nào, một thời điểm nào liên quan đến giá nào. Ở đây thì cái tôi đề nghị là cái chỗ này thì trước đây tỉnh đã giao cho thanh tra tỉnh thanh tra, thì đề nghị là thanh tra trình thứ nhất là anh ra kết luận đi. Sai đâu xử đấy, cán bộ cấp nào sai dự án này xử đấy, còn thực hiện là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Còn vướng nữa không biết xác định thời điểm thì xin ý kiến của các bộ ngành trung ương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh thường xuyên phát phiếu thăm dò ý kiến, ít nhất một quý phải gặp gỡ các doanh nghiệp một lần để lắng nghe thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tôi khẳng định Ban Quản lý khu công nghiệp là đầu mối để cấp phép các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp. Liên quan đến một cửa, xem lại toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin, liên quan đến thủ tục đầu tư để mà thực hiện cái cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 4 để cung cấp dịch vụ công online. Đấy, không nhất thiết phải dùng nhiều thủ tục hồ sơ giấy tờ đến gặp gỡ trao đổi làm gì cả. Rà soát để cắt giảm bớt những thủ tục hành chính đi. Cái thứ hai là cụ thể hóa trong từng khâu từng bước. Quan trọng nhất các thủ tục hành chính, còn cái nào không cần thiết nữa loại bỏ. Còn Ban Quản lý khu công nghiệp sẽ là đầu mối để phối hợp với các sở ngành để giải quyết những vấn đề liên quan đến sở ngành khác. Hạn chế cho các nhà đầu tư phải đi đến các cái sở ngành. Mình đã làm một đầu mối thì một cửa thôi, tiếp xúc một người thôi. Đề nghị các chủ đầu tư cần đóng vai trò là cầu nối để tỉnh tổ chức các buổi xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời khẳng định tỉnh Hưng Yên luôn xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh và sẽ luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong suốt quá trình doanh nghiệp hoạt động tại Hưng Yên. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2023, số lượng các loại vụ việc Tòa án Nhân dân hay cấp tỉnh Hưng Yên phải thụ lý, giải quyết tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Tòa án Nhân dân hai cấp đã giải quyết được gần 4.500 vụ việc, tổ chức xét xử 31 phiên tòa trực tuyến và 76 phiên tòa rút kinh nghiệm. Năm 2024, ngành Tòa án hai cấp tỉnh Hưng Yên thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội và Tòa án Nhân dân tối cao đề ra. Thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, chú trọng làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp khiếu kiện, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp, tích cực triển khai thi hành luật hòa giải, đối thoại tại tòa án để góp phần giảm áp lực công việc của tòa án. Vượt qua nhiều khó khăn thách thức, năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu, tăng trưởng kinh tế cao thứ 7 cả nước. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,05%, đứng thứ 4 trên 11 tỉnh thành phố đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 7 trên 63 tỉnh thành phố cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,35%, có trên 1.600 doanh nghiệp thành lập mới. Năm 2024, tỉnh Hưng Yên phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8%, kim ngạch xuất khẩu đạt 7 tỷ đô la Mỹ, giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất các khu công nghiệp đã được cấp chủ trương đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, toàn bộ các diện tích đã được giải phóng, thu hút tối thiểu 600 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư vào các khu công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế thế giới sau một thời gian dài khó khăn do dịch bệnh COVID-19, tiếp đó là chiến tranh xung đột, thì bước sang những ngày đầu tiên của năm mới 2024 có nhiều tín hiệu khả quan hơn. Điều này được thể hiện qua sức sản xuất và số đơn hàng tiêu thụ của doanh nghiệp tăng. Phóng sự phản ánh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lạnh Hòa Phát, đây là một trong nhiều doanh nghiệp của tập đoàn Hòa Phát đang hoạt động tại tỉnh Hưng Yên. Tháng đầu tiên của năm mới 2024 ghi nhận dấu mốc mới trong sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lạnh Hòa Phát. Khi chuẩn bị hoàn thành lô hàng tủ lạnh đầu tiên để xuất khẩu sang thị trường Mỹ, từ đây mở ra hy vọng sẽ có nhiều sản phẩm công nghiệp nặng và đồ điện gia dụng khác mà tập đoàn đang sản xuất tiếp tục thâm nhập vào thị trường khó tính này. Từ tháng 1 năm 2024, cũng là tháng đầu tiên sau nhiều tháng liên kề trước đó, ghi nhận công suất sản xuất của nhà máy và sức mua từ thị trường tăng trở lại.
So với cuối năm thì đầu năm 2024 này tăng tầm khoảng 20%, 2024 sẽ khởi sắc hơn so với 2023. Năm nay, điện lạnh Hòa Phát dự kiến công suất sản xuất sẽ tăng khoảng 30% so với năm trước, tương đương với trên 250.000 sản phẩm. Ngoài các sản phẩm truyền thống đã sản xuất từ năm 2003, khi công ty bắt đầu đi vào hoạt động như tủ đông, tủ lạnh, điều hòa, máy lọc nước, vừa qua công ty đưa vào sản xuất hai dòng sản phẩm mới là máy giặt và tủ đông dùng tích lớn từ 500 đến trên 1.000 lít tung ra thị trường. Để đáp ứng đủ nhân lực phục vụ mở rộng sản xuất, doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng thêm trên 100 vị trí việc làm mới trong năm nay, nâng quy mô lên 400 lao động. Công ty cũng đã áp dụng một số các tính năng mới, những công nghệ mới vào trong cái mặt hàng của mình. Ngoài ra thì công ty cũng đang thúc đẩy phát triển một số cái mặt hàng mới có tính năng hiện đại để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường cũng như quay hàng trong năm 2024. Chỉ trong một thời gian ngắn, Hòa Phát là số ít doanh nghiệp việc tung ra nhiều sản phẩm mới đồ điện gia dụng phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Công suất sản xuất và tiêu thụ đều tăng ngay từ những tháng đầu tiên của năm mới 2024 là tín hiệu tích cực thúc đẩy nhiều ngành, lĩnh vực khác cùng phát triển theo, đẩy nhanh đà phục hồi sản xuất của từng doanh nghiệp cũng như nền kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, 110 thanh niên đã bị xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực tuyển gọi thanh niên nhập ngũ năm 2024. Đây là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo sự công bằng, đồng thời tăng cường tính răn đe đối với những trường hợp cố tình vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thiết lập 519 hồ sơ vi phạm về hành chính cho công tác tuyển gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó đã xử phạt 110 trường hợp với số tiền trên 1,2 tỷ đồng, nhiều nhất là huyện Khoái Châu 81 trường hợp, huyện Ân Thi 42 trường hợp, huyện Văn Giang 29 trường hợp. Các hành vi bị xử phạt chủ yếu là không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu hoặc khi di chuyển hộ khẩu và nơi cư trú, không nhận lệnh gọi khám tuyển, cố tình không đi khám tuyển. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, nếu phát hiện đủ cơ sở sẽ xử lý vi phạm, đồng thời yêu cầu các trường hợp vi phạm khắc phục hậu quả, quyết tâm đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm này, huyện Văn Giang đã cơ bản hoàn thành việc thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, trong đó nổi bật là tiêu chí số 2 về hệ thống giao thông. Từ năm 2019 đến nay, tổng kinh phí đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện khoảng trên 480 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên mà hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối liên xã liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung phù hợp với quá trình đô thị hóa. Chỉ tính riêng trong năm 2023, huyện Văn Giang đã đầu tư trên 336 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để xây dựng các tuyến đường giao thông. Trong đó, đã nâng cấp cải tạo được 4,2 km đường xã, gần 5,3 km đường trục đường thôn, trên 2,2 km đường trục xóm và trên 2,3 km đường nội đồng. Tỷ lệ km đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, có các hạng mục cần thiết về an toàn giao thông theo quy định như biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc, được trồng cây xanh, được bảo trì hàng năm, bảo đảm sáng, xanh, sạch đẹp. Năm 2024, huyện Văn Giang tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn triển khai thi công các tuyến đường giao thông nông thôn sử dụng phần kinh phí còn lại của các năm trước chuyển sang. Thành phố Hưng Yên hiện đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hai dự án trọng điểm xong trước Tết Nguyên đán, đó là dự án cải tạo xây dựng Trung tâm Thể thao thành phố Hưng Yên và đài tưởng niệm Canh hùng Liệt sĩ tỉnh Hưng Yên. Đây là năm thứ hai dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2024 của thành phố Hưng Yên với tổng vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng. Trong đó, dự án cải tạo xây dựng Trung tâm Thể thao thành phố Hưng Yên được khởi công từ tháng 4 năm 2022. Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Hưng Yên được khởi công từ tháng 5 năm 2023. Đến nay, các dự án đã cơ bản hoàn thành trên 99% khối lượng. Hiện thành phố đang chỉ đạo đơn vị nhà thầu tập trung nguồn lực thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại để công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.